Xin chào bạn, tôi Tú Phan, đại diện các bạn trên trang web là phankimtu.com. Thì bạn thấy trên màn hình không? Đây là một cái nhân vật hoạt hình mà tôi làm nè. Cái này tôi sử dụng phần mềm khác. Cái này tôi video này tôi hướng dẫn các bạn phần mềm khác, nhưng mà tôi lấy cái ví dụ này cho bạn hiểu á, như thế này. Bạn thấy trên màn hình không? Thấy chưa? Ví dụ như là ta có cái dạng hoạt hình như thế này. Như thế này bạn thấy chưa? Thì thường á, thì các bạn nào nếu đã từng làm qua một số những phần mềm hoạt hình thì các bạn biết là ta làm hoạt hình thường có hai phần, hai phần. Một là cái đối tượng chính chúng ta là đối tượng chuyển động, thường là nhân vật hay là một cái đối tượng gì đó, nhân vật chúng ta chuyển động. Còn cái phần phía sau là phần hậu cảnh, là cái phần đối tượng đứng yên đó. Thì thường cái phần mà nếu mà các bạn nào mà đã từng làm những cái phần mềm hoạt hình đó, thì các bạn biết được cái phần mềm là thứ nhất là anime của hãng Adobe. Phần mềm này là xưa là của Flash, là bạn nó chuyển đổi tên thành Adobe Anime. Rồi, thì tôi cũng đã hướng dẫn các bạn rồi. Cái thứ hai nữa là còn một cái phần mềm là phần mềm Moho các bạn. Phần Moho thì tôi chưa có hướng dẫn. Thì thấy trên mạng cũng có nhiều bạn khác hướng dẫn rồi. Thì tôi thì lại thích phần mềm Turnbull Harmony hơn. Đây của công ty Mỹ, tiêu chuẩn công nghiệp của công ty Mỹ, Turnbull Harmony 17. Thì đây là những cái phần mềm làm phim hoạt hình. Rồi, thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn một cái phần mềm mới cũng làm hoạt hình luôn bạn. Nhưng mà nó tạo ra một cái bước đột phá, nó của cái công ty Adobe luôn bạn, chung với công ty của cái phần mềm A, phần mềm này luôn nè. Thì nó có tên là Adobe Character Animator. Đây. Thì cái phần mềm này làm hoạt hình dựa trên, nó khác những cái phần mềm kia bạn. Những phần mềm kia thì bạn làm hoạt hình đó là bạn phải thứ nhất là bạn sẽ vẽ nhân vật, cái thứ hai là bạn gắn xương tạo chuyển động nhân vật. Rồi sau đó bạn đặt những khoác cây. Các bạn. Rồi, còn đối với phần mềm Tractor này á, thì các bạn cũng làm tương tự vậy, nhưng mà nó có cái sự khác biệt ở phía sau chút là bạn sẽ vẽ nhân vật ra, rồi sau đó bạn đưa vô cái phần mềm Tractor này để các bạn gắn xương. Sau khi gắn xương xong á, thì đối với những cái phần mềm bình thường á, hoạt hình bình thường á, thì các bạn phải gắn cây thủ công, đặt khóa cây các bạn thủ công để bạn giống tương tự như phần mềm After Effects vậy. Nếu bạn nào đã biết sử dụng After Effects để làm hoạt hình á, thì bạn biết, thì bạn sẽ đặt khóa cây để làm chuyển động. Còn đối với phần mềm Tractor này, nó không có làm cái bước mà đặt khóa cây đó bạn. Trong phần mềm này vẫn có ha, nhưng mà cái việc mà chuyển động của nhân vật chúng ta sẽ sử dụng cái công nghệ AI á. Thì gần đây các bạn hay nghe cái từ khóa là nhiều lắm rồi. Thì cái AI chính là cái trí tuệ trí tuệ nhân tạo bạn. Có nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng webcam. Phần mềm này sử dụng webcam để nó chuyển động, nó truy bắt dựa theo cái việc chuyển động của bạn, truy bắt các bạn, truy bắt tưởng tượng như nếu bạn nào học qua phần mềm After Effects á, thì có chức năng là track á, tracking á, truy bắt á. Thì như sử như tôi lắc cái đầu thì nó sẽ lắc theo, rồi chuyển động mắt, rồi hay là tôi nói chuyện đó thì nó đồng bộ âm thanh luôn. Thì cái phần mềm mà Turnbull Harmony này cũng có đồng bộ âm thanh nè, anime này cũng có đồng bộ âm thanh luôn, hầu như bây giờ nó đồng bộ âm thanh hết rồi. Rồi thì phần mềm Tractor ha, thì bạn muốn tìm hiểu thêm thì bạn hãy lên trên Google, bạn đánh cái phần mềm này Adobe Tractor Animator. Thì tôi cũng đã hướng trong cái phần mà trên YouTube đó đây nè, tôi hướng dẫn các bạn cái tôi phân loại cái phần mềm làm phim hoạt hình đây nè, thấy chưa? Anime này tôi hướng dẫn rồi, Harmony Storyboard viết kịch bản rồi luôn, chỉ có Tractor này thì tôi mới hướng dẫn các bạn nè. Tractor Animator thì tôi đang hướng dẫn các bạn phiên bản CC 2020. Rồi để học được phần mềm này thì chúng ta cần phải có cái camera bạn. Thì nếu bạn nào sử dụng laptop thì khỏi, nó có luôn cái camera trên cái laptop rồi. Còn nếu bạn nào sử dụng máy tính bàn thì bạn phải mua thêm cái webcam để nó truy bắt theo cái chuyển động của bạn thôi. Rồi đó là điều kiện cần thiết để học được phần mềm này. Rồi sau nữa cài đặt thì bạn cứ lên trên cài đặt chính thống thì bạn cứ lên trên Adobe bạn. Lên trang web Adobe thì bạn tải chính thống từ công ty thôi. Chúng ta mua bản quyền theo tháng, thuê bao theo tháng. Còn những bạn nào mà không sử dụng không chính thống á, thì trên mạng nó cũng có nhiều lắm bạn, có nhiều cách hướng dẫn lắm, bạn cứ lên nó tự tìm hiểu thêm ha. Bạn cứ đánh tên phần mềm này ra là nó ra thôi. Rồi đó là cài đặt nè, rồi giới thiệu sơ lược. Giờ chúng ta tới phần phim tắt cái giáo trình nha. Phim tắt cái giáo trình thì tôi cũng sẽ tải lên phía dưới đâu tiêu rồi, phía dưới cái video này một cái file tương tự như vậy thôi. Lúc nào vậy tôi hướng dẫn thì tôi cũng tải một cái file phím tắt cái giáo trình cho bạn dễ hiểu thôi. Thì một điều may mắn là đối với phần mềm này thì cái phím tắt nó không có bao nhiêu cho bạn, nó chỉ có khoảng 3-4 cái phím tắt thôi à, dễ lắm. Và những cái phím này rất là dễ, tương tự như phần mềm Photoshop hay Illustrator thôi.
như là bảng xem nè, công cụ chọn là chữ V, di chuyển màn hình là chữ H, hoặc là phóng to nhỏ màn hình là chữ Z để zoom, hoặc là sử dụng cái con chuột nè, thấy chưa, on chuột trái hay là on con lăn chuột, chuột giữa, drop thì Ctrl G hết. Còn cái timeline này thì bạn khi nào bạn làm timeline thì bạn sẽ dùng, thấy chưa, một dải phím tắt màu đỏ này thôi, 3, 4 phím tắt này ok rồi, quá dễ rồi. Giờ cũng quá, video này cũng tương đối ngắn rồi, tôi sẽ nói thêm cái phần sơ đi qua cái phần lý thuyết chút ha, để chúng ta phải có kiến thức nền tí rồi chúng ta mới làm cho nó ok, làm cho nó tốt. Về phần lý thuyết thì bạn sẽ thấy là tôi sẽ bạn rảnh thì bạn đọc thôi, còn bây giờ bạn nếu bạn chưa rảnh thì bạn cứ xem sơ qua cũng được, tại vì tôi cũng sẽ tải cái file này ha, tải cái file này bên dưới cái video này bạn cứ xem, tải về xem. Thì tôi sẽ nói sơ bạn làm thế nào, một cái file mà hoàn chỉnh á, dự án á, thì bạn sẽ có hai phần hình ảnh và âm thanh. Phần hình ảnh thường thì các bạn chú ý phần hình ảnh hơn, nhưng mà phần âm thanh cũng rất là quan trọng. Thì cái phần hình ảnh á, thì thông thường cái quy trình làm á, là ban đầu chúng ta sẽ viết ra cái kịch bản hay là vẽ lên kịch bản á. Nếu bạn nào mà có liên quan tới phim ảnh á, thì bạn đạo diễn thì bạn biết, chúng ta sẽ sử dụng lên cái kịch bản thì thường chúng ta sẽ sử dụng vẽ trên giấy, thì gọi là storyboard bạn. Còn không thì bạn muốn vẽ lên trên máy thì bạn sử dụng bản vẽ Wacom kết hợp với cái phần mềm này Storyboard Pro, chuyên để viết kịch bản, vẽ kịch bản. Tôi cũng hướng dẫn các bạn rồi ha, dễ, cũng dễ sử dụng lắm bạn. Nó chung với cái công ty Harmony luôn nè, Tunbull Harmony, Tunbull. Rồi sau khi bạn vẽ được lên ý tưởng được kịch bản rồi đó, thì rồi chúng ta sẽ vẽ nhân vật và tạo chuyển động thôi. Thì như tôi nói các bạn đó, thì chúng ta sẽ có hai phần, một là nhân vật chúng ta chuyển động là những nhân vật chúng ta, còn cái phần như con này con kia hay là người nhân vật người á, còn không, còn cái phần còn lại, phần thứ hai á, là chúng ta sẽ đặt cái phần nền, ảnh nền tách ra các bạn, như là cây cỏ hoa lá hay là ngôi nhà hay là đồi núi gì đó, bầu trời đó, chim chóc rồi đó, thì nói chung đó là những cái phần nhân vật nền thì bạn cũng vẽ luôn, nó sẽ thường nó sẽ cố định. Nhân vật chuyển động thì bạn sẽ thực hiện cái việc là đặt hoa cây. Còn đó những văn nhân vật khó mà sau này các bạn muốn cho chỉ khó lần đầu tiên thôi, nghĩa là lần đầu tiên chúng ta vẽ chúng ta cắn xương khó thôi, còn những cái video sau mà các bạn mà làm dạng series dài tập á, thì các bạn chỉ việc là chuyển động dựa trên cái việc mà chúng ta làm thôi, chuyển động dựa trên cái việc mà chúng ta sử dụng chuột hay là sử dụng webcam ta làm thôi, còn chỉ là khó lần đầu thôi, mất công làm cái lần đầu tiên thôi, những lần sau thì nó dễ, do chúng ta sử dụng webcam mà chúng ta đâu làm gì đâu. Thì bạn phải sử dụng thêm các con chuột, những phím tắt, trigger, thì những cái đó thì tôi sẽ nói sau. Rồi tới âm thanh. Âm thanh thì thường âm thanh lúc nào cũng vậy. Nếu bạn nào đã học qua những cái phần mềm và chỉnh sửa video thì bạn sẽ biết là âm thanh ta sẽ có 3 phần. Thứ nhất là cái phần thu âm giọng nói, đó là chính là phần thuyết minh á. Cái phần mà các bạn phần mà thu âm á bạn. Các bạn mà hay xem phim mà người ta dịch lồng tiếng lại, phần thuyết minh á, nó là phần thu âm giọng nói của nhân vật. Cái thứ hai là cái phần nhạc nền. Nhạc nền là những cái lúc mà ví dụ như phim ma thì cái nhạc gây gợn á, còn những cái lúc mà phim cao trào á, tình cảm lãng mạn á, thì nó sẽ bật những cái bản nhạc hay lên, đó là nhạc nền. Rồi còn cái thứ ba đó là cái phần hiểu âm thanh, là giống như những cái mà đồ vật chúng ta vậy á, như là bạn làm rớt cái ly thì nó sẽ bể vỡ, hay là tiếng bạn bước đi, hay là tiếng gõ cửa, tiếng gió hay là tiếng lửa cháy đó, nói chung đó là gọi là những hiệu ứng âm thanh. Nhờ cơ bản bạn hình dung được ha, hình ảnh chúng ta có 3 phần, âm thanh chúng ta cũng phải có 3 phần, như vậy thì nó cái phần video mà bạn xuất ra nó mới sống động. Cái này là tôi nói chung luôn bạn, nói chung cho một cái bộ phim hoạt hình hay là một cái video clip các bạn cũng vậy nữa, chúng ta sẽ cần phải có đầy đủ những yếu tố này, âm thanh. Rồi tiếp theo tới phần mà phân tích chuyển động nhân vật á, thì bạn đọc sơ qua cũng được, tại vì nhiều khi lúc này bạn chưa hình dung được á, bạn chưa hiểu được á, thì bạn cứ đọc sơ qua cũng được. Đây nè, lý thuyết tôi nói kỹ chưa nè. Chuyển động nhân vật thì nếu bạn nhìn từ trên xuống dưới, giả sử như tôi sẽ quay lại cái này. Đây cái nhân vật nữ tôi nè, thấy chưa? Thì đâu tiêu rồi. Thì bạn sẽ nhìn trên màn hình, bạn sẽ thấy này, giả sử như nhân vật nữ chúng ta chuyển động thì cần có gì? Thứ nhất là bạn nhìn từ trên dưới nha, đầu tiên là phần tóc sẽ đung đưa, lông mày sẽ đung đưa, sẽ nháy lông mày, rồi mắt nó sẽ nhắm mắt hoặc là cái tròng đen nó sẽ xoay. Rồi tới cái miệng thì nó sẽ đồng bộ với âm thanh nói chuyện. Cái mũi thì không có làm gì. Còn cái đầu sẽ lắc qua lắc lại. Đưa lên đưa xuống. Rồi xuống tới dưới là cái gì? Hai cái tay. Cái tay bạn muốn làm gì? Bạn muốn cử động cánh tay đúng không? Theo các khớp tay chúng ta. Hoặc là mở bàn tay hay là co bàn tay lại. Rồi cơ thể người chúng ta sẽ đung đưa qua lại. Rồi tới đến cái bàn chân cũng tương tự như cái tay.
đó, rồi tất cả chuyển động của chúng ta, chuyển động nhân vật. Rồi tiếp tục, đây là những phần lý thuyết thôi, tôi liệt kê cho bạn, nhưng mà tôi cảm thấy nó cũng tương đối là hay, nên chúng ta phải nắm vững tí. Rồi thế gì nữa đây, trong cái phần mềm này thì bạn phải phân biệt một số cái phần lý thuyết nè bạn. Trong phần mềm này thì bạn phân biệt cho tôi được là đối tượng độc lập là gì, đối tượng phụ thuộc là gì. Thì đối tượng độc lập là nó có biểu tượng vương miện, thì khi chuyển động độc lập mà, nên nó sẽ không ảnh hưởng đến các đối tượng khác, độc lập. Còn đối tượng phụ thuộc, đối tượng phụ thuộc thì nghe cái tên là biết rồi, là nó sẽ khi nó chuyển động thì nó sẽ dính liên kết với những cái layer khác. Rồi tiếp theo thì trong đây bạn lưu ý, bạn phân biệt cho tôi ba cái từ khái niệm này, thì bạn xem thôi, khi nào qua video sau chúng ta vào phần làm thực tế phần mềm thì bạn sẽ hiểu nó là gì. Handle nè, behavior hành động, handle là những khớp xương, behavior hành động, trigger là những cái từ khóa giống như phím tắt gì bạn shortcut á, để nó kích hoạt một hành động nào đó. Rồi ba phần này, ba cái từ khóa này, ba cái khái niệm này chứ. Rồi tiếp theo là đó là phần một là lý thuyết, còn phần hai chúng ta cho tới cái các bước để tạo chuyển động cho nhân vật. Thì cái này các bạn có thể áp dụng cho phần mềm này, hoặc là bạn có thể áp dụng cho những cái phần mềm khác tương tự gì cũng được bạn. Nói chung là làm một hình nó na ná nhau thôi, chỉ là những cái phần mềm nó khác cái giao diện, những cái công cụ thôi, còn cái bạn hiểu được cái tính chất vấn đề bạn làm thì nó như nhau thôi. Rồi thì sẵn đây tôi cho bạn xem luôn ha. Thì đây nè, các bước. Rồi thì cái này qua video sau đi ha, tại giờ nói nữa qua video sau mất công lặp lại nữa. Video sau hướng dẫn thì nói thì nó sẽ hay hơn. Thì qua chỉ cần 3 bước đơn giản thôi là xong rồi. Thấy chưa? Ok, 3 bước thôi. Rồi sau khi làm xong được rồi thì chúng ta sẽ xuất ra video một số cái kinh nghiệm chia sẻ thực tế. Rồi ok, thấy chưa? Tương đối là dễ nhẹ nhàng thôi. Rồi tôi kết thúc video này tại đây ha. Thì bạn phải cài được cái phần mềm này, và bạn phải có cái camera. Laptop thì khỏi nói rồi, laptop thì thường sẽ có camera rồi. Còn nếu sử dụng máy bàn thì bạn có phải mua cái webcam. Webcam thì bạn mua cái loại thường thôi. Thì nếu bạn nào mua loại trung bình đó, thì bạn có mua cái loại của, tôi thấy nhiều bạn giờ đang mua cái loại Logitech các bạn, C mấy đó, C lẻ mấy đó, thì nó khoảng 400 mấy 500 ngàn à. Đồ mới luôn ha. Chất lượng HD. Rồi vậy thôi, tôi kết thúc video tại đây. Tôi là Tú Phan, đang dẫn các bạn trên trang web là phankimtu.com. Hẹn gặp lại các bạn.